Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm cái món bánh bò bông xốp nè. Bánh nó mềm bông. Và mình làm cũng có 1 tiếng đồng hồ thôi á. Không cần phải ủ lâu, bánh vẫn ngon, ăn thêm với nước cốt dừa nữa. Và cách làm thì vô cùng đơn giản luôn, cho ra cái món bánh bò ngon theo cái vị truyền thống. Và để làm bánh bò thì mình chuẩn bị đây là 180g bột gạo nè. Bột gạo thì các bạn dùng cái loại mịn nha. 20g bột gạo nếp hay là bột nếp á. 1 muỗng cà phê men nở khô thì mình dùng cái loại này. Các bạn có thể mua trong tạp hóa hoặc là trên mạng. 60g đường cát, chút xíu muối. Và đây là 1 muỗng cà phê baking soda để cho nó bánh nó nở ngon hơn á. 220ml nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa này cũng lỏng thôi à. Trước hết thì các bạn cho hết 220ml nước cốt dừa vô trong cái chảo. Mình bắt lên bếp mình nấu cho nó ấm nóng lên. Nước cốt dừa vừa nóng thôi là mình tắt bếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ pha bột. Mình lường mỗi 1 muỗng canh vậy nè, là tương đương 10g bột. Các bạn có thể lường 180g bột gạo, 20g bột nếp. Bột nếp này nó mịn hơn cho nên cái muỗng nó sẽ hơi dung hơn tí xíu. Thì mình cũng lường 2 muỗng canh. Rồi mình cho vô luôn. Tiếp theo 1 muỗng canh đường, vậy là 15g. Thì mình dùng đây là 4 muỗng là 60g. Là mình thấy cái bánh này nó vừa ngọt á. Tí xíu muối cho vô luôn. 1 muỗng cà phê men mình để một bên. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho nó đều. Trộn xong rồi bây giờ mình sẽ đi lấy cái phần nước cốt dừa nãy mình nấu á. Lúc này các bạn sờ tay vào nó chỉ ấm nhẹ thôi, không được nóng nha. Nếu mà nóng quá thì nó sẽ bị chết men á, men nó không hoạt động nữa. Mình cho vô hết luôn. Cái lượng nước cho vô nó chỉ hơn cái lượng bột chút xíu thôi. Các bạn đừng có cho nhiều quá, nó lỏng thì cái bánh nó không có được xốp. Rồi mình trộn cho thật là đều. Bánh này thì không cần nhồi. Rồi mình cho vô đây thêm 1 muỗng canh dầu ăn nữa. Dầu ăn sẽ giúp cho những cái bong bóng bọt nó lên á, nó mịn và nó không có bị cái lỗ khí quá nhiều. Rồi mình trộn đều hết rồi, bây giờ mình sẽ đậy lại và mình ủ bánh. Bánh này thì mình ủ 1 tiếng đồng hồ với nhiệt độ là từ 28 đến 30 độ. Khi mà bột nó được rồi mình sẽ thoa những cái khuôn nhỏ nhỏ vậy nè, thoa dầu. Để khi mình hấp bánh lên á, bánh nó không có bị dính nha. Các bạn dùng khuôn nào thì mình thoa khuôn đó. Rồi bắt lên bếp và mình nấu. Làm nóng cái phần khuôn trước cũng như là cho nước trong nồi nó sôi lên. Quay trở lại cái thao bột thì mình để đúng 1 tiếng đồng hồ. Thì các bạn thấy khi nào mà bọt á, nó sủi nhiều lên vậy nè là được à. Rồi mình cho hết 1 muỗng cà phê bột nở vô đây. Bột nở giúp tăng cái độ xốp cho bánh. Nếu các bạn không có bột nở thì khỏi cho cũng được nữa, mình bỏ qua bước này. Cho vô thì mình phải khuấy cho thật là đều. Mình sẽ gây lại để bảo đảm cái phần bột nở nó nở tan đều, cũng như là cho cái bột của mình nó mịn hơn á. Đó, những cái bột nở nó sẽ còn đọng ở trên cái rây nè. Đây, cái phần bột của mình nó sẽ sủi bọt vậy nè các bạn. Và mình múc lên mình cảm nhận nó có cái độ xốp. Và nó bông lắm, nó không có nặng tay á, là bột nó thành công. Khuấy đều lên. Sau khi mà những cái khuôn mình nó hấp nó nóng lên rồi á, bây giờ mình sẽ gót bột vô nè. Gót vô cho nó đầy luôn. Mình sẽ dùng 10 khuôn. Rồi còn cái phần bột này mình cho vô đây vài giọt màu xanh lá dứa. Các bạn thích đậm hơn thì mình cho nhiều. Ở đây mình cho 1 giọt thôi. Rồi mình cũng gót nhanh tay vô trong những cái khuôn. Lợt lợt vậy nhìn thấy nó đẹp hơn á. Rồi các bạn đậy nắp lại phủ khăn nha. Mình sẽ hấp với lửa
trên trung bình 10 phút. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị chén nước cốt dừa, rồi mình dùng thêm một muỗng canh bột gạo nữa để mình nấu nước phần nước cốt dừa ăn chung. Sau khi đúng 10 phút, các bạn tắt bếp luôn và mình mở nắp ra từ từ. Wow, thơm cái mùi bánh bò và men lắm luôn. Bánh của mình nở đều nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra và chờ cho bánh nó nguội. Bánh này á, mình phải nguội nó mới tróc ra những cái khuôn. Còn các bạn còn nóng quá là nó bị dính lắm á. Mình chờ khoảng nửa tiếng cho nó nguội. Sau khi bánh nguội á, thì mình lấy ra rất là dễ dàng nè. Bánh tróc lóc à. Và mình cầm lên mình cảm nhận được cái độ mềm xốp của bánh. Xung quanh cũng mềm, hoàn toàn không bị chai. Từ trên xuống dưới luôn. Cái mặt trên thì nó láng mịn. Chỉ với công thức đơn giản thôi mà cho ra cái bánh rất là ngon nè. Nếu các bạn không dùng nước cốt dừa thì mình dùng bằng nước dừa tươi cũng được nữa. Và mình nấu lên cho nó ấm ấm, mình hãy cho vô bột. Rồi mình sẽ gắt thêm một ít mè rang lên cho nó ngon, ăn kèm với nước cốt dừa. Đây cái bánh lá dứa. Nếu các bạn không thích dùng màu á, thì mình làm màu trắng, cho vô tí xíu màu cho nó đẹp. Chan thêm nước cốt dừa lên nữa. Nước cốt dừa mình có cho lá dứa đó nên nó cũng thơm nữa. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức món bánh bò xốp hấp với nước cốt dừa. Đây các bạn nhìn thấy bên trong không? Bánh mềm bông luôn á. Chan thêm miếng nước cốt dừa nữa cho nó ngon nè. Đây miếng bánh nè. Bánh bò các bạn mình thích ăn cái bánh bò xốp hơn là cái bánh bò rễ tre á. Ngon lắm luôn. Nó thơm và nó béo ngậy nước cốt dừa luôn á. Thơm thoang thoảng cái mùi lá dứa trong nước cốt dừa. Và cái mùi men của bánh bò rất là đặc trưng nữa. Bánh xốp hoàn toàn không bị chai. Và nó có cái độ mềm. Bánh này á, thì mình ăn với nước cốt dừa thì khỏi phải chê rồi đó. Ngon lắm luôn. Và chỉ với cách làm đơn giản thôi, bánh ngon vô cùng. Bánh này á, các bạn ăn trong ngày á. Tại vì mình có để nước cốt dừa cho nên mình không có để qua ngày hôm sau được. Nếu các bạn để qua ngày hôm sau thì mình thay nước cốt dừa bằng nước. Bánh mềm nè, bông xốp ngon ghê ha. Bên trong bánh nè, nó mềm giống như cái bông vậy á. Chấm vô cũng ngon nữa các bạn. Mình chan chung hoặc là mình chấm vô nước cốt dừa đều ngon hết trơn á. Cái độ ngọt của bánh cũng vừa phải á. Tại vì mình ăn chung với nước cốt dừa cho nên mình không có làm ngọt quá. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh giúp mình, like và chia sẻ những video của mình nữa nha. Mình chúc các bạn có một món bánh bò thật là ngon nha.